tạp chí Hi-Fi TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Hiện nay, receiver đang là một trong những thiết bị gần như không thể thiếu trong phòng nghe nhìn của dân HD. Có rất nhiều lý do để sắm một chiếc receiver, có thể là vì người sử dụng đang muốn xây dựng một dạp hát tại gia, hay đơn giản chỉ là nâng cấp chiếc receiver mà mình đã mua từ lâu. Dù sao đi nữa, thì công việc mà người mua cần làm là tìm hiểu những thông tin cần thiết để nhanh chóng sở hữu một chiếc receiver ưng ý. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người những chiếc receiver đáng mua trong tầm giá 15 triệu. Ở mức giá này, receiver đã có đầy đủ những tính năng mà một dạp hát tại gia hiện đại yêu cầu, đồng thời sở hữu một vẻ bề ngoài ấn tượng, góp phần làm sang trọng thêm cho căn phòng, cũng như hệ thống âm thanh của người nghe. Denon là một trong những thương hiệu đến từ Nhật Bản nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Từ lâu, Denon đã xây dựng thương hiệu với những giải pháp âm thanh phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng ở mức giá thành sản phẩm rất hợp lý. AVR-X2400H xuất hiện từ giữa năm 2017 cũng là một trong những giải pháp đó. AVR-X2400H được thiết kế dựa trên nguyên mẫu tiền nhiệm X2300H, được trang bị thêm tính năng cân chỉnh tự động Audisai MultiQ bằng việc sử dụng ứng dụng MultiQ Editor App trên di động. Thêm vào đó, nó cũng có khả năng liên kết với các loa không dây Heils của Denon để tạo thành một hệ thống đa kênh không dây đầy tiện ích. Thêm vào đó, các dịch vụ nhạc trực tuyến cũng được tích hợp sẵn để người dùng có thêm nhiều tùy chọn nguồn nhạc. Chiếc AVR này được xây dựng với 7 kênh khuếch đại với công suất đầu ra 95W trên kênh ở mức trở kháng 8 ohm. X2400H còn có khả năng hỗ trợ các chuẩn âm thanh cao cấp Dolby Atmos, DTS:X và Auro 3D thông qua việc xây dựng cấu hình 2.0.2 cho đến 5.2.2 kênh. Tất nhiên, nó vẫn cho phép thiết lập hệ thống âm thanh vòm truyền thống với 7.2 kênh. X2400H có 8 đầu vào HDMI, các cổng HDMI này sử dụng chuẩn HDCP 2.2 và tương thích với tất cả các định dạng video mới nhất, bao gồm HDR10, Dolby Vision và HLG. Nó có khả năng xử lý hình ảnh với hệ màu BT2020 4.4.4 cùng khả năng nâng độ phân giải lên 4K. Với giao diện Heils và Wi-Fi kép, AVR-X2400H cung cấp nhiều khả năng phát nhạc trực tuyến đa phòng, phát nhạc được lưu trữ trong các ổ cứng mạng NAS. Cùng với đó, nó hỗ trợ các kết nối không dây Bluetooth và Apple AirPlay. AVR này chơi được hầu hết các file nhạc độ phân giải cao từ PCM cho đến DSD 5.6MHz. Nhắc đến receiver, chúng ta không thể không nhắc đến Onkyo, một trong những tên tuổi lớn khác cũng đến từ xứ sở mặt trời mọc. Receiver TXNR646 của Onkyo là một trong những mẫu đen đầu tiên tích hợp công nghệ xử lý các định dạng âm thanh đa chiều mang tính cách mạng là DTS:X và Dolby Atmos. Hệ thống khuếch đại âm thanh cao cấp của Onkyo có thể cung cấp tái tạo âm thanh trung thực và mạnh mẽ tới 160W trên kênh để phối ghép với hầu hết những cặp loa phổ thông đang có mặt trên thị trường. Onkyo TXNR646 được trang bị 8 cổng đầu vào HDMI và 2 cổng đầu ra HDMI 2.0A mới nhất, hỗ trợ hình ảnh 4K Ultra HD cũng như tương thích với chuẩn mã bảo vệ bản quyền HDCP 2.2. Chiếc receiver này cũng được trang bị chip DAC cao cấp 384kHz trên 32bit AKM, không chỉ mang đến âm thanh tốt nhất của các bộ phim để đời mà còn xử lý tốt âm nhạc có độ phân giải cao cùng với việc truyền tải nhạc tốt nhất. Để hỗ trợ tốt cho việc nghe nhạc, Onkyo TXNR646 tích hợp các tính năng không dây Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay cũng như các dịch vụ âm nhạc trực tuyến như Spotify, bao gồm Connect và Deezer. Người dùng cũng có thể sử dụng các ứng dụng điều khiển từ xa miễn phí để truyền tải âm nhạc từ thiết bị di động, duyệt và lựa chọn bài hát từ các dịch vụ trực tuyến cũng như kiểm soát việc phát ở cả hai khu vực. Riêng với người hâm mộ đĩa thàn, TXNR646 còn có một cổng phono MM hỗ trợ cho việc kết nối với mâm xoay. RXV683 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017 là chiếc AV receiver cao cấp nhất thuộc phân khúc phổ thông của Yamaha dưới dòng cao cấp Aventis. Tuy nhiên, chiếc receiver này vẫn được tích hợp những chuẩn âm thanh và hình ảnh tiên tiến cũng như những dịch vụ trực tuyến và các tính năng không dây hết sức hữu ích. RXV683 có công suất khá lớn, 90W trên kênh ở trở kháng 8 ohm. Về mặt hình ảnh, chiếc AV receiver này được trang bị các tiêu chuẩn hình ảnh cao cấp như 4K, HDR và Dolby Vision. RX có thể dùng để thiết lập 7.2 kênh bên cạnh tiêu chuẩn như Dolby True HD và DTS Master Audio. RXV683 còn có thể dùng để xây dựng các dàn âm thanh Dolby Atmos, DTS:X và Auro 3D.
Ngoài ra, RX-V683 còn được tích hợp thêm một mạch khuếch đại phono chuẩn MM để có thể sử dụng được với nguồn phát là mâm đĩa than. Bluetooth cũng được tích hợp cho chiếc receiver này để đem đến khả năng phát nhạc không dây dễ dàng từ các thiết bị di động. Một trong những tính năng đặc biệt mà Yamaha trang bị cho RX-V683 là tính năng không dây có tên MusicCast. Đây là một ứng dụng của chính hãng tạo ra, cho phép điều chỉnh và kiểm soát các thiết bị âm thanh bằng thiết bị di động thông qua kết nối không dây. Bên cạnh đó, các dịch vụ trực tuyến như Tidal và Deezer cho phép người dùng nghe nhạc online thông qua tính năng Network Streaming được tích hợp cho thiết bị. NR1508 là sản phẩm thuộc dòng phổ thông Slimline với thiết kế mỏng gọn. Chiếc receiver này mang công suất khuếch đại mỗi kênh là 50W ở trở kháng 8 ohm, sở hữu hai đầu ra song song cho loa siêu trầm, cho phép kết nối cùng lúc với hai subwoofer trong một hệ thống âm thanh vòm 5.2 kênh. Chiếc receiver này cũng được trang bị ứng dụng tự cân chỉnh Audacy Multi-Q, một tính năng cho phép tự động cài đặt, tinh chỉnh hệ thống âm thanh vòm dựa trên những đặc điểm thông số của phòng nghe. Răng NR1508 cũng hỗ trợ các kết nối không dây như Bluetooth, AirPlay và Ethernet, Wi-Fi, kèm theo đó là khả năng phát trực tuyến và chơi nhạc multi-room với các thiết bị không dây Denonhouse. Máy được trang bị 6 cổng vào HDMI, một cổng ở mặt trước. Tất cả đều sẵn sàng để hỗ trợ các chuẩn hình ảnh tiên tiến 4K HDR, bao gồm HDR10, Dolby Vision và HLG. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm soát NR1508 và NR1608 bằng cách sử dụng ứng dụng điều khiển Marang 2016 AVR Remote chạy trên cả iOS và Android. Và nhờ vào âm thanh nối mạng đa phòng của Health, người dùng có thể phát nhạc từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm SoundCloud, Tidal, Spotify, Pandora, Deezer, iHeartRadio và Sirius XM. Ngoài ra, nó có thể phát trực tiếp các file nhạc PCM có độ phân giải cao lên đến 24 bit trên 192 kHz và DSD lên đến 5,6 MHz thông qua khe cắm USB. Sony không còn là một tên tuổi xa lạ đối với giới chơi âm thanh ở Việt Nam và chiếc AV receiver STR DN1050 chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người phải hài lòng. Chiếc receiver này hỗ trợ âm thanh 7.2 với công suất 165W trên mỗi kênh, tương thích với tất cả các chuẩn âm thanh phổ biến hiện nay và hỗ trợ cả Dolby Atmos. Về mặt kết nối, STR DN1050 có 6 cổng đầu vào và 3 cổng đầu ra HDMI, 2 đầu vào Component và 2 đầu vào Composite. Các đầu ra âm thanh bao gồm 4 Analog, 2 Optical và 1 Classical. Để tối ưu hóa bo mạch không dây của sản phẩm, nhà sản xuất đã tích hợp các tính năng liên quan như Wi-Fi, Bluetooth, NFC và aptX, bên cạnh những dịch vụ trực tuyến đăng ký sẵn như Spotify Connect, Music Unlimited hay Pandora. Bluetooth đóng vai trò quan trọng, phối hợp hoạt động với ứng dụng Songpo của Sony, cho phép người dùng điều khiển receiver thông qua điện thoại. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về những chiếc receiver đáng mua nhất trong tầm giá 15 triệu. Hy vọng với những lựa chọn kể trên sẽ giúp mọi người xây dựng được một hệ thống âm thanh đa kênh ưng ý với mức giá phải chăng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.